Nhận định bóng đá Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha lúc 0 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6 năm 2021, giao hữu quốc tế, cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo. Đúng một tuần trước khi Euro 2021 khởi tranh, đội tuyển Italia có trận giao hữu cùng Cộng hòa Séc với mục tiêu rà soát lần cuối cùng. Đây đang là giai đoạn Italia hồi sinh mạnh mẽ, trong khi bóng đá Cộng hòa Séc những năm trở lại đây không có cái tên nào nổi bật. Rất khó để hy vọng vào một kết quả tích cực cho Cộng hòa Séc trong chuyến hành quân đến Tardini sắp tới. Đào tạo Italia được đánh giá là kẻ thức thức ngôi vương ở kỳ Euro 2021. Kể từ khi Mancini lên nắm quyền, ông thực hiện cuộc cách mạng cả về nhân sự lẫn lối chơi, và ngay lập tức hồi sinh đội bóng áo thiên thành, vượt qua vòng loại bằng cách không thể thuyết phục hơn với 10 trận toàn thắng, ghi 37 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự nhưng vẫn hiệu quả trên mặt trận tấn công. 3 chiến thắng thắng liên tiếp ở vòng loại WC mới đây đều với tỷ số 2-0, một lần nữa chứng minh sức mạnh của họ. Italia cần duy trì mạch thắng cũng như đà hưng phấn, nhưng cũng sẽ bảo toàn lực lượng khi giải đấu đã cận kề. Không bất ngờ nếu 90 phút khép lại với tỷ số vừa đủ, Cộng hòa Séc vượt qua vòng loại với ngôi nhì bảng A xếp sau đào tạo Anh và thường xuyên góp mặt ở các kỳ đại hội. Mặc dù vậy, sau thế hệ tài năng của Pecek và Rosicky, bóng đá Séc không tìm được lớp kế cận xứng đáng, thể hiện rất rõ ở kỳ Euro 2016 bị loại ngay vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm, hay thất bại 0-1 trước Wales ở vòng loại WC vừa rồi. Khả năng tấn công khá nghèo nàn với 13 bàn thắng ở vòng loại, lối chơi phản công của Cộng hòa Séc dựa nhiều vào sự chắc chắn của hàng thủ, chỉ để lọt lưới 4 lần trong 5 trận gần nhất. Khó hy vọng vào bất ngờ trước Italia quá vượt trội. Tuy nhiên, với mục tiêu kiếm về một trận hòa, Séc hoàn toàn có thể gây khó khăn cho các chân sút chủ nhà. Thế trận được kiểm soát bởi Italia là điều đã được dự báo khi chênh lệch khá rõ ràng. Dẫu vậy, lối chơi chắc chắn của hai đội khó đem lại một trận đấu nhiều bàn thắng. Thực tế 7 trên 9 trận gần nhất của Italia không có quá 2 bàn thắng. Cùng với tính chất rà soát đội hình trước giải đấu, cả hai sẽ không muốn tốn nhiều sức trong những trận đấu như thế này. Soi kèo tài xỉu, kèo tỷ số Italia với Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc lúc này đang phòng ngự khá tốt, trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ để thủng lưới 4 bàn. Phía bên kia chiến tuyến, Italia cũng đang cho thấy một khả năng phòng ngự ấn tượng. Ở liên tiếp 7 trận gần nhất, Italia thậm chí đều giữ sạch lưới. Với lối chơi khá chắc chắn của cả hai đội, ô cược xỉu sẽ là lựa chọn được đánh giá cao hơn ở kèo đấu này.